Thưa quý vị, má tôi, giáo sĩ 42 năm tại Việt Nam, hay dùng cái nón Việt Nam để làm thí dụ về đời sống và chức vụ của giáo sĩ. Tại vì cái nón nó rẻ tiền, mua rất rẻ, nó bằng tre, bằng lá, đâu có mắc tiền gì. Thì má tôi nói đời sống giáo sĩ cũng rẻ lắm mà, không có giá trị gì mấy. Nghĩa là cho đến khi được Chúa sử dụng, cũng như cái nón, thì thứ nhất là dùng để mà che nắng á. Tôi thì sói đầu, cho nên cần phải che nắng á. Mà cái nón thì cho một cái bóng rất là mát á. Mà khi mưa thì cũng giống như cái dù mình để như thế này thì khỏi bị ướt á. Mà khi gió thổi mà thổi bụi đó, thì mình để phía nào gió thổi thì bụi nó không có vào con mắt à, nó che. Rồi khi nào nóng á, quạt mát lắm à. Hoặc là khi nấu than mà cần phải quạt à, mình quạt như thế nào được à. Rồi đi chợ mà không có đủ giỏ đem về thì mình bỏ đồ trong này mà có cái dây để xách à. Rồi khi rùi nó muốn đậu trên đồ ăn thì mình để cái này đậy lại thì rùi không có thể làm hư đồ ăn. Rồi có khi mình muốn ngồi mà có cái quần trắng á, sợ dơ thì ngồi trong cái này. Rồi nhiều cách khác nữa, nhưng mà má tôi luôn luôn kết luận nhất của hội đồng trường giáo cần phải quyên tiền. Thì má tôi nói rằng muốn lấy tiền dân cho khá đó thì lấy tiền dân ở trong cái nón như thế này thì người ta thấy lớn lắm à, họ sẽ dâng hiến rộng rãi. Hôm nay mục đích của tôi là kêu gọi quý vị dâng hiến cho truyền giáo đó, mà càng ngày càng nhiều, chứ không đừng có thỏa lòng với quá khứ. Nói năm ngoái mình dâng bao nhiêu thì năm nay mình cũng dâng bấy nhiêu. Không, mình phải tiến bộ. Kinh Thánh đầy nhiều câu Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải lớn lên, phải tiến bộ hơn quá khứ, chứ đừng có bao giờ thỏa lòng. Một ngày kia có hai bà rủ nhau đi ăn trưa. Một bà nói với bà kia: chị biết không, tôi là triệu phú. Thế à? Ồ, giàu lắm hả? Rồi bà kia hỏi: trước khi làm triệu phú thì làm gì? Nói rằng trước khi tôi là triệu phú, tôi là tỷ phú. Tại sao vậy? Tại sao trước kia là tỷ phú mà bây giờ mới triệu phú á? Tại vì xài tiền không đúng á, phí tiền. Thưa quý vị, tôi hỏi về tiền bạc. Tiền bạc tốt hay xấu? Ai nói tiền bạc tốt đưa tay lên. Ai nói tiền bạc xấu? Nó tùy theo. Tùy theo chúng ta đặt tiền ở đâu. Vì sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Chứ không phải là tiền bạc là cội rễ. Sự tham tiền. Ồ,
Tôi mới ở nhà của một gia đình tín đồ, xin miễn nói ở đâu. Thì nhà tổ thượng là cung điện của vua, lớn lắm à, tại người Việt Nam mà ở trong trang trí tuyệt đẹp, cái gì cũng là tốn tiền lắm á. Cái phường phía sau, cái phường phía trước á, mà ông chồng bây giờ muốn hào vị Chúa với tiền bạc, muốn dâng hiến rộng rãi, nhưng mà bà không chịu cho ông hưu trí. Ông hơn 70 tuổi rồi mà bà cứ thúc đẩy. Ông nói rằng xin cầu nguyện cho tôi, vì nhà tôi tham tiền quá, muốn tôi kiếm thêm tiền để bà sắm cái này, sắm cái kia, mua cái nọ đó. Sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Cũng có người khác á, thì trước khi tôi kể thí dụ này, tôi muốn quý vị có miếng giấy hay là ở trong Kinh Thánh nên ghi bốn điều này. Thứ nhất là có ở trong Kinh Thánh có 2350 câu ghi chép về tiền bạc. Như vậy nếu tiền bạc xấu, tại sao Kinh Thánh ghi chép 2350 câu? Quý vị biết không? Số đó là gấp đôi đức tin và cầu nguyện. Đức tin và cầu nguyện rất tốt à, mà Kinh Thánh chép về tiền bạc gấp đôi. Như vậy tiền bạc thì tốt á, miễn mà mình biết sử dụng á. Rồi 15% lời Chúa Giêsu thì nói về tiền bạc. Chúa Giêsu đề cập đến tiền bạc 15% lời. Tôi hỏi mục sư, ông giảng thì có giảng 15% về tiền bạc không? Chắc không. Bây giờ mình muốn giống Chúa Giêsu, mình phải nói về tiền bạc nhiều hơn để giải tín đồ, giải hội thánh á, tăng lên cái số mình dâng hiến cho Chúa. Mà chẳng những 15% lời Chúa Giêsu là về tiền bạc, mà hơn 1/4 ngụ ngôn, tức là những cái thí dụ Chúa Giêsu nói là tiền bạc. Cho nên thưa quý vị, tôi nói về tiền bạc không có sợ gì cả, không có xin lỗi gì. Tôi rất thích nói về tiền bạc. Có lẽ tôi thích giảng về việc truyền giáo nhiều nhất, mà thứ hai là về sự dâng hiến. Vì Chúa nói rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh. Và kinh nghiệm đời sống tôi là dâng chừng nào là phước chừng nấy, chứ không khi nào thiệt thòi. Tôi có gặp, xin quý vị đọc câu này với tôi. Đây không phải là Kinh Thánh, nhưng mà nó bao gồm ý của Kinh Thánh. Xin chúng ta đọc lớn tiếng với nhau. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, không phải để chúng ta tăng lên mức sinh hoạt của chúng ta, nhưng để chúng ta tăng lên mức độ dâng hiến cho Ngài. Đại ý là khi chúng ta qua Việt Nam, qua Mỹ đây, đa số người Việt Nam qua Mỹ bằng vượt biên, phải không? Mà khi tới đây hai tay trắng không, không có gì cả. Nhưng mà Chúa ban phước nhiều quá, kiếm việc làm, và càng kiếm mua được xe hơi, rồi mướn nhà, rồi sau thời gian mua nhà, rồi gửi con đi học đại học ấy. Bây giờ con làm bác sĩ, làm luật sư, làm kỹ sư, và thấy càng ngày càng phong phú lắm.
mà một số người Việt Nam, đa số người Việt Nam, người chưa tin Chúa, họ ý thức à, bây giờ mình có tiền chừng nào mình phải tăng lên cái mức sinh hoạt của mình. Mà có khi tín đồ cũng bắt chước người ngoại. Như cái ông mà tôi vừa nói đó, ông bà tưởng là Chúa ban phước cho mình để mình sống thịnh vượng á. Thịnh vượng đó. Thưa quý vị, mục đích Chúa ban phước cho chúng ta là để chúng ta tăng lên cái mức dân hiến á. Khi tôi đi học trường Kinh Thánh Na Dắc năm đầu, ba má tôi không giúp tôi bao nhiêu, 5 đồng để học 5 năm. Không đủ mua coca và hamburger. Thì tôi phải đi làm, mà làm việc ban đêm. Chừng cho đến 1:30 sáng á, tôi làm ở trong một cái factory, một cái xưởng đó. Mà suốt 8 tiếng đồng hồ tôi làm như thế này, cột những cái gối đó. Tôi giống như là một bộ phận ở trong cái máy đó. 8 tiếng đồng hồ. Nếu tôi nhìn đồng hồ, bà chủ bà rầy tôi nói, đừng có nhìn đồng hồ, cứ làm đi. Bà rầy tôi đó. Tôi trông cho 1:30 sáng đến để tôi về ngủ. Về ngủ một vài tiếng thì 6 giờ phải dậy đi học á. Mà thưa quý vị, kiếm đủ để mà học, cảm ơn Chúa, mừng lắm ạ. Thì giữa khóa có một hội đồng trường giáo cổ đồng tiền bạc giống như chúng ta làm sáng nay. Tôi biết tôi sẽ là giáo sĩ tương lai, cho nên không lẽ mà tôi không hứa dân. Tôi hứa dân năm đó 25 Mỹ Kim. Hồi đó 25 đối với một sinh viên đương làm việc ban đêm là nhiều lắm mà. Bằng 250 hôm nay. Mà mỗi tuần bỏ 50 xu ở trong họp á, cuối năm đã dâng đầy đủ 25. Chúa ban phước nhiều quá. Cho đến nỗi bây giờ tôi kiếm được một việc làm lái xe chở đồ ăn từ siêu thị đến nhà của người ta. Mà chỉ buổi chiều chừng 4-5 tiếng thôi. Ồ, tôi cảm ơn Chúa. Cho nên khi có hội đồng trường giáo, tôi tăng lên cái mức dâng hiến á, 50, gấp đôi. Và mỗi tuần bỏ 1 đồng ở trong họp á, cuối năm đầy đủ 50. Quý vị biết không, Chúa ban phước nhiều hơn, tốt hơn nữa. Là tôi có cái công việc chỉ bao gói đồ mà gửi bưu điện đó à, ít thì giờ mà nhiều tiền đủ để mà học á. Tôi cảm ơn Chúa, cho nên khi có hội đồng trường giáo là tôi cũng tăng lên gấp đôi, 100 mỗi tuần bỏ 2 đồng trong họp đó, cuối năm đầy đủ số hứa. Cảm ơn Chúa. Thì Chúa ban phước nhiều quá như thế nào? Là tôi thấy một nữ sinh viên đi qua trước mắt tôi ở trường. Tuyệt đẹp. Có duyên. Mà chị tôi giới thiệu cô đó muốn làm giáo sĩ. Tôi nói, ồ vậy hả? Thì tôi làm quen với cô đó. Cô đó có mặt ở đây hôm nay. Tôi hỏi quý vị có phước không? Không có phước bằng cái đó. Chỉ có Chúa Giê-xu là có phước hơn. Thì tôi quyết định phải tăng nữa. Tăng gấp đôi. 200. Mà lạ lùng lắm á. Là cái ông thủ quỹ Na Dắc á, ông thấy tôi cưới bà này, thì yêu cầu vợ chồng tôi làm quản niệm của cái tiệm mà ở trong trường bán đồ ăn, bán coca, hamburger, cà phê, cái gì đó gọi là hub. Mà chúng tôi có 6 người làm việc cho chúng tôi, tôi làm chủ.
lạ lùng lắm mà. Sao một người, một thanh niên mới có 21 tuổi mà được quản nhiệm một cái tiệm lớn như thế đó? Lạ lùng Chúa ban phước. Mà cho nên tôi cứ quyết tâm tăng lên, tăng lên. Chúng tôi tăng cho đến 1/10. Rồi hội trường giáo kêu gọi chúng tôi đi Việt Nam suốt 20 năm. Chúng tôi dâng 10%. Tại vì Malachi đoạn 3 câu 10, quý vị có biết câu đó không? Thì nói sao? Hãy đem hết cả 10% vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Thử xem ta có mở cửa trên trời đổ phước xuống. Xin lưu ý, đổ phước xuống đến nỗi gì? Không có chỗ chứa đó. Đó là kinh nghiệm của tôi. Sở dĩ tôi làm chứng về quá khứ của tôi không phải là để khoe đâu, nhưng mà để cho quý vị biết lời Chúa hứa là 100% là đúng. Nếu hôm nay tôi xin thưa với quý vị, tôi không dám xin quý vị đưa tay lên, nhưng mà nếu quý vị chưa dâng 10% cho Chúa là quý vị thiếu phước. Thiếu phước mà có thể nói là tội lỗi, là cả trộm. Tại vì câu 9 ở Malachi đoạn 3 nói rằng một số người của Đức Chúa Trời không dâng 10%, Chúa gọi họ là người ăn trộm. Là vì cái 10% là của ai? Là của Chúa mà mình dùng cho mình. Thì cũng như ví dụ có cái gì là của nhà nước mà mình lấy bỏ túi đó, ăn trộm đó, mà mình lấy của Chúa. Cho nên tôi kêu gọi quý vị nào mà chưa dâng 10%, hãy ăn năn hôm nay, ăn năn. Tôi phải nói thẳng thắn á, tại vì tôi muốn cho quý vị được phước á. Tôi không muốn quý vị bị rủa xả. Là vì Malachi đoạn 3 câu 9 nói rằng họ là ăn trộm mà sẽ bị rủa xả đó. Nhưng mà cái câu đó nói một điều mà có lẽ quý vị không để ý đó, là nói rằng dân cắt 10%, chứ không phải 1/10. Cắt 10%. Có cái chữ S đó, tithe, the. Nghĩa là khi nào có cái chữ S là mình biết đó là nhiều. Vâng. Thì tôi muốn kêu gọi những người đương dân 10%, tăng lên dân gấp 2. 2/10 đi. Ai dân 2/10, dân 3/10. Ông Kennedy là người sáng lập chứng đạo sâu rộng, có viết một bài giảng. Tôi đọc khi tôi là mục sư quản nhiệm ở Hồng Kông. Lúc ấy thì tôi đương dân 10%. Tôi tưởng là đủ rồi. Tôi tưởng là 10% là tối đa. Không phải. 10% là tối thiểu chứ không phải là tối đa. Tôi xin nói lại. 10% là tối thiểu chứ không phải tối đa. Cho nên câu đó nói rằng dân cắt 10% vào kho. Thì ông Kennedy thuộc lại là có một tín đồ hội thánh của ông đã tan 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10. Mà ông tan bao nhiêu thì Chúa ban phước bấy nhiêu. Ông Kennedy khen. Rồi ông nói là ước thì tôi là thương gia như ông, tôi có thể bắt chước mà làm giống như ông. Thì ông đó trách mục sư. Ở đây không có nói chỉ có thương gia mới tan được à. Mục sư hãy tan cái 10% của mình xem thử. Thì ông mục sư bắt đầu tan gấp 2, 2/10, rồi 3/10, rồi 4/10, cho đến khi ông dâng hết 10/10 cho hội thánh, thì Chúa cứ tiếp tục ban phước, không khi nào mà thiếu thốn, mà đầy đủ mọi sự. Thì vợ chồng tôi đọc bài giảng đó cảm động lắm, vì ở đó không có nói là thương gia và mục sư, nhưng mà cũng kêu gọi giáo sĩ. Mà chúng tôi đương dâng 10%, tôi bị cáo trách. Tôi nói rằng tại sao tôi hạ tiện quá đối với Chúa. Tôi nên bước đi bởi đức tin mà bắt đầu dâng 2/10.
Nhưng mà thưa quý vị, đừng có bao giờ tan nếu mình không cầu nguyện cái đã. Phải cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn mình. Vợ chồng tôi kiên an cầu, không phải kiên an mà cầu nguyện một tháng á, rồi Chúa cảm động là về mà bắt đầu dâng phần mười. Có thiệt thòi không? Tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi bỏ check 2/10 vào hộp á, như là nhổ răng. Không dễ gì đâu. Đừng có tưởng rằng mình tan lên là nó hăng hái lắm là vui sướng. Không. Vâng phục, có khi vâng phục Chúa khổ, khó, nhưng mà có phước á. Thì chúng tôi có phước như thế nào? Lúc ấy, vợ chồng tôi ở một căn phố tại Hồng Kông. Hồng Kông là cái thành phố ồn nhất khắp thế giới. Không có thành phố nào ồn bằng Hồng Kông. Rồi chúng tôi ở cái vị trí ồn nhất của Hồng Kông. Như vậy quý vị hãy tưởng tượng nó ồn thế nào. Máy bay nó đáp xuống à. Ồ, chút nữa nó đụng cái mái nhà của chúng tôi. Thấp lắm, tôi có thể thấy những cái vết ở trong cánh bay đó. Mỗi 5 phút à. Rồi đối diện với nhà chúng tôi có cái đường lên dốc á, mà xe công nhông mỗi 5 phút lên. Làm cho tôi rung như thế này. Tôi bảo nhà tôi bây giờ lấy cái đệm mình đương nằm chặn vô cửa sổ cho nó yên chút á, bớt cái tiếng ồn. Cảm ơn Chúa, khi nhà tôi chưa làm, ban trị sự báo tin họ tìm một căn phố mới cho chúng tôi ở. Cách nhà thờ rất là gần, đi bộ được, mà yên tĩnh xa cái chỗ máy bay và xe không giao. Tôi cảm ơn Chúa. Ô Chúa ơi, Chúa ban phước cho con nhiều quá. Rồi chúng tôi đương lái xe Volkswagen. Nhưng mà Volkswagen con đó nó bị rét hết à. Sửa gara nhiều hơn là đi đường. Thì một sáng thứ bảy, ngay sau khi tôi dâng 2/10 đó, chúng tôi dâng 2/10, thì các giáo sĩ chúng tôi có cái buổi họp cầu nguyện ở ngoài Cù Lao, gọi là Trân Châu Island. Mà có một vấn đề đương cầu nguyện thiết tha là có một hội thánh CMA của người Hoa ở trên mái nhà, mà chính phủ bảo phải dời đi, mà họ cần 20.000 để mà dời đi. Các giáo sĩ chúng tôi cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ cho có 20.000. Nhóm cầu nguyện xong về nhà. Khi về nhà tôi thấy có một cái bì thơ dài như thế này. Mở ra, có một tin mừng. Có một bà cụ già qua đời. Bà cụ đó là người ngủ chung một phòng với má tôi ở trường Kinh Thánh 1915. Mà bà thương giáo sĩ lắm, cho nên khi bà qua đời, bà để lại hết cả gia tài của bà cho 8 giáo sĩ. Mà trong đó tôi là một. Và ở trong đó nói rằng: Mục sư, bây giờ ông hưởng được 28.000 Mỹ Kim. 28.000, tôi chưa hề thấy con số lớn như vậy đó, mà dùng vào công việc Chúa. Thì tôi gọi điện thoại cho ông giám đốc. Giáo sĩ: ông ơi, bây giờ có 20.000 rồi. Chúa đáp lời: ngay hôm nay rồi, cảm ơn Chúa. Còn 8.000 dùng làm gì? Hồi đó không có laptop, không có internet, phải máy, đánh máy chữ. Tôi đánh thơ gửi về Nữ Ước, yêu cầu dùng 8.000 đó để mua xe mới. Thì ở bên đó họ trả lời: sao ông chậm quá, bảy người kia để mua xe hết, ông đi mua đi. Thì tôi xuống phố trả tiền mặt một chiếc Honda Civic. Honda Civic vì đó là nhỏ, xe rất nhỏ lúc bấy giờ, vì Hồng Kông chỗ đậu xe nó hẹp lắm mà nó có máy điều hòa, có cassette, có tất cả tiện nghi quá tốt à. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều tốt nhất là cái số xe. Cái số xe, cái số xe là gì? Là BT. Rồi số gì đó, BT là Blessing of the Tithe, BT là cái phước của phần dân hiến, phần 10.
Mỗi lần tôi đi lên xe, tôi thấy cái số đó, cảm ơn Chúa. Con dâng 2/10 mà Chúa cho con 2 cái phước, tư thất mới, xe mới. Không có cái gì mà con cần hơn là tư thất mới, xe hơi mới. Quý vị thấy phước không? Chúng tôi tiếp tục dâng 2/10, có lẽ 10 năm, cho đến khi Chúa cảm động, phải tăng nữa, tăng 3/10. Lúc ấy chúng tôi đã đến Florida, mà sắp sửa đi lên một cái xóm hưu trí, phải bán nhà, thì chúng tôi đã dâng 3/10 cho Chúa. Bởi đức tin, Chúa có ban phước không? Chúng tôi phải bán nhà ở đó để mà dời lên Deland, một nơi xa, chừng đi xe 4 tiếng. Mà tôi giao cái nhà cho một ông chuyên môn bán nhà, real estate agent. Thì ông ta nói lúc này bán nhà khó lắm, bán nhà ế lắm ạ. Tôi có 50 cái nhà đương lo bán mà không bán được một cái nhà nào hết à. Tôi nói không sao, tôi có đức tin đến Chúa, tôi cứ giao cho ông, tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Rồi vợ chồng tôi dọn đi đến Đà Lạt. Một ngày kia, từ tháng 3 cho đến tháng 9, ông không bán được một nhà nào hết à. Ngay nhà nhúc chúng tôi cũng không bán được à. Mà một ngày kia ông gọi điện thoại, mục sư ơi, báo tin mừng cho ông, bán được nhà rồi. Chỉ có nhà của ông bán được á. Tôi hỏi bao nhiêu? Vợ chồng tôi đã mua cái nhà 130,000. Thì ông cho biết là đã bán được 390,000. Quý vị làm bài toán đi. 130 nhân 3 là 390. Dâng 3/10 Chúa cho bán nhà gấp 3 lần cái số tiền mình mua. Tại sao tôi kể việc đó? Thưa quý vị, tôi chưa hề thấy một sự thiệt thòi. Tôi chưa vào cái bố cục bài giảng của tôi. Nhưng mà tôi muốn thí dụ cái câu này là trước khi tôi giảng cho quý vị, chính vợ chồng tôi đã làm cái điều này, là thay vì tăng cái mức sinh hoạt, là tăng cái số dâng hiến. Mà dâng bao nhiêu, tăng bao nhiêu thì Chúa ban phước bấy nhiêu. Tôi thắc đố quý vị, kêu gọi quý vị hãy thử Chúa đi. Vì chính Chúa nói hãy thử ta xem, ta có mở cửa sổ trên trời đổ phước xuống đến nỗi không có chỗ chứa chăng. Tôi, vợ chồng tôi mới khai thuế tháng 4 mà tôi lấy làm lạ. Tôi không có tính nữa cái số dân, nhưng mà cái bà làm cho tôi biết là năm vừa rồi chúng tôi đã dân 5/10 chứ không phải là 3/10. Mà tôi nói có lẽ vì đó mà Chúa ban phước không thể tưởng tượng. Phước quá. Thưa quý vị, quý vị có tin rằng Chúa hứa thật đưa tay lên? Vâng. Xin Chúa giúp đỡ cho quý vị. Nếu chưa, dân 10 bắt đầu. Tôi xin kể một thí dụ nữa trước khi vào đây. Có hai vợ chồng nghe ông Randy Alcorn giảng về sự dân 10. Thì nói rằng, ông mục sư ơi, chúng tôi chưa có thể dâng 10 vì mắc nợ đi học này, mắc nợ xe hơi này, mắc nợ mua nhà, mắc nợ plastic card. Không có cách nào mà dâng 10 được. Khi nào hết nợ, chúng tôi bắt đầu dâng 10. Ông nói sai hoàn toàn. Muốn cho Chúa giúp đỡ mình trả những số nợ đó, bắt đầu dâng 10 đi, thử xem. Hai vợ chồng đã bắt đầu dâng 10 bởi đức tin. Không bao lâu sau, ông Randy Alcorn nói là gọi điện thoại nói, mục sư ơi, báo tin mừng, bây giờ chúng tôi hết nợ, chúng tôi đã vâng phục Chúa mà dâng 10
Và Chúa đã ban phần thưởng quá lớn cho chúng tôi. Bây giờ vào đề. Đây là bài giảng của Chúa trên núi. Bài giảng gương mẫu cho chúng ta. Các mục sư muốn biết cách giảng thì hãy nghiên cứu cái bài giảng của Chúa Giêsu. Thì cái, nó có phần mở đầu, nó có bố cục và nó có kết luận. Cái phần mở đầu quý vị có biết là gì không? Bài giảng ở trên núi. Phước, 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 phước. 9 lần Chúa nói về phước á. Khi nào mà mình mở bài giảng thì cái phần mở đầu là nhấn mạnh cái gì mình sẽ chia sẻ. Thì Chúa nói rằng phước cho người. Bây giờ muốn biết có cách phước á, thì bây giờ mình đến với bố cục. Đầu tư đúng cách là cái tựa đề. Một ngày trước đây, chừng 5 năm hay là 10 năm tôi quên, ở Cali, có một ông tín đồ chở tôi đi ở trong một cái xe Lexus, mà cái loại lớn nhất à, mới mua, sang lắm à. Ít khi tôi đi xe sang như vậy đó. Mà chở tôi đến nhà, tôi nhìn cái nhà. Nhà của ông không? Phải. Nhưng mà cái nét mặt của ông như thế này thưa quý vị. Tôi tưởng là có xe như vậy, có nhà như vậy đó sẽ là vui mừng lắm á. Nhưng mà tôi hỏi ông ơi, tại sao ông buồn quá như vậy? Ông nói rằng thú thật với ông giáo sĩ, tôi đầu tư mà thiệt thòi lắm á. Nó cứ xuống lần, bây giờ không còn giá bao nhiêu, không bao lâu nữa sẽ hết tiền nữa. Tôi hỏi ông đầu tư ở đâu? Ông nói tôi đầu tư ở Wall Street. Tôi nói phải, không đúng chỗ. Ông nói rằng bây giờ ông nghĩ tôi nên đầu tư ở đâu? Tôi nói ông muốn biết địa chỉ không? Ông nói tôi muốn biết địa chỉ. Địa chỉ là Ma-thi-ơ đoạn thứ 6 à. Ma-thi-ơ đoạn thứ 6 câu 19 á. Ồ, ông nói rằng chắc là tôi phải nghiên cứu. Cho nên tôi chia sẻ cái địa chỉ, cái chỗ mà đầu tư đúng cách á. Thứ nhất á, là có hai chỗ. Hai chỗ. Hai chỗ là ở đâu? Hoặc là ở dưới đất, hay là ở trên trời. Chúa Giêsu nói, tôi xin quý vị dở xem Ma-thi-ơ đoạn thứ 6. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, tên rác làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khuếch vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở đâu? Ở trên trời. Ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, tên rác làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khuếch vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Chúa nói là có hai chỗ mà mình phải chọn. Nhưng mà Chúa Giêsu khuyên đừng có chứa của cải mình ở dưới đất á, mà chứa của cải mình ở đâu? Ở trên trời. Khi học về Chúa ở Tuy Hòa, chúng tôi có một ông bị mất cái chân làm vườn. Ông có cái chân gỗ, cho nên ông đến mà làm vườn cho chúng tôi với cái chân gỗ đó. Rồi chúng tôi trả tiền đàng hoàng vì thấy khổ. Nhưng mà có một ngày kia, ông tên là ông Tăng, ông đến, mục sư, giáo sĩ, mất hết cả tiền. Tôi nói mất ở đâu? Thì ông đem cái đồng tiền ra, tôi tưởng là một mảnh lưới đó, nó bị sâu mối ăn hết à. Vâng,
Tôi hỏi ông chưa, ông để tiền ở đâu? Ông nói rằng vì ở đây không có nhà băng, tôi đào lỗ dưới đất à. À, tôi để tiền ở trong cái lỗ, mà khi tôi lấy ra để mà xài thì nó bị mối ăn hết. Đúng như Chúa bảo. Ba tôi qua đời hồi 1971. Khi qua đời, tôi muốn biết vì tôi đương làm hội trưởng ở bên Việt Nam. Tôi gọi điện thoại cho anh tôi. Anh ơi, ba để lại cái gì? Thì anh tôi nói, để lại một cái xe nó rét hết à, không bán được à. Để một cái máy đánh chữ cũng rét hết à, không bán được à. Rồi những cái bộ đồ nó bị mối ăn hết à, nó pha màu. Tôi nói rằng đúng à, những cái gì mà ba để lại dưới đất nó hư nát hết à. Nhưng mà ba để lại vô số linh hồn ở trên trời. 42 năm hầu vì Chúa Việt Nam mà đã tốn tất cả sức lực thi giờ để cứu người. Và vì cái đó thì ở trên trời chắc là ba tôi đã gặp cái số vốn ở trên trời đầy đời. Cảm ơn Chúa, phước hạnh không thể tưởng tượng. Khi chúng tôi ở Đà Nẵng thì cái nhà của chúng tôi nó có cái song sát á, quý vị biết á, tại sao nhà phải có song sát á, sợ can cả trộm phải không? Thì mỗi cửa sổ đều có song sát. Thì phòng ngủ chúng tôi thường thường treo cái radio bằng pin á, vì phải nghe tin tức qua Voice of America. Thì để trên một cái đinh ở bên này cách vách tường chừng 5 thước á, mà cái cửa sổ nó có how do you say screen, lưới đó, rồi có song sát á. Nhưng mà có một buổi sáng chúng tôi thức dậy để mà nghe tin tức, radio không còn, không biết làm sao, thì mới nhìn cái cửa sổ nó, cái lưới nó có một cái lỗ như thế này, rồi có ăn trộm có cái xào dài đó mà đưa vô có cái móc đó, thì móc cái radio mà kéo ra đang khi ngủ đó. Tôi thấy Chúa Giêsu nói quá đúng. Những cái gì mà chúng ta chứa dưới đất này thì dễ mất lắm, dễ hư. Vì ở dưới đất là không có cái gì là an toàn. Chúa muốn cho chúng ta chứa của cải ở trên trời. Vâng, thì quý vị có chứa của cải ở đâu? Ở trên trời hay là dưới đất? Ồ, tôi thấy có một số tín đồ họ cứ muốn dồn lại dưới đất, dồn lại dưới đất. Có một xe muốn có hai, có hai xe muốn có ba, có một nhà muốn có hai, một cái nhà để vacation, nghỉ mát ở đâu đó. Đang khi công việc Chúa đương cần, mình chứa của cải ở trên trời. Hai chỗ mà Chúa cho biết. Rồi gì nữa? Hai trăm. Trăm là gì? Trăm là mình đương nhìn cái gì? Xin chúng ta đọc Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 22 và 23. Con mắt tức là mình dùng con mắt để trăm. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là nhường bao. Ở trong Corinto thứ nhì đoạn thứ tư câu 17 thì nói rõ hơn về sự chăm của mình phải là như thế nào. Corinto đoạn thứ tư câu 17 và 15. Vậy sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đến đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được.
vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Quý vị chăm gì? Người đời không có biết chăm cõi đời đời, không biết chăm những cái gì vô hình. Đức Chúa Trời là vô hình, là không thấy được. Mà quý vị có chăm Đức Chúa Trời không? Bởi đức tin chúng ta nhìn vào Chúa. Linh hồn con người vô hình, quý vị có chăm linh hồn của người ta không? Ồ, tôi cảm động lắm. Sáng nay quý vị mang những cái lúa này vô, mà lúa này nó tượng trưng cho linh hồn. Mà Chúa nói rằng hãy nhìn xem đầm lúa gì? Chín vàng. Cái chữ chín vàng vui lắm à. Tiếng Anh thì dịch là chín trắng à. Mà không hiểu tại sao những người dịch Kinh Thánh lúc đầu cho người Việt thì nói là chín vàng, mà không phải chín trắng à. Tại vì linh hồn của đồng bào quý vị là người da vàng, là mình phải lo cho da vàng. Còn người Mỹ thì là da trắng, cho nên linh hồn, nghĩ đến linh hồn da trắng. Tôi có huấn luyện một số mục sư ở Georgia, Marietta, Georgia. Thì ở trong đó có một ông Mỹ đen. Ông học xong rồi, ông cảm động lắm rằng, bây giờ tôi đi về, về đồng lúa chín đen. Ông nghĩ rằng đồng bào của ông là da đen, cho nên ông gọi là chín đen. Không biết màu gì, nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến linh hồn. Và khi chúng ta chăm những sự không thấy được, là chúng ta chăm linh hồn người ta. Và chúng ta chăm thiên đàng cũng là vô hình, không thấy được. Những cái gì mà giá trị nhất ở trong đời này là không thấy được, mà con người phải chăm. Tôi xin nói thí dụ. Vợ chồng tôi đã dành chỗ để chôn cất kế bên ba má tôi ở tiểu bang Connecticut, và cũng đã đặt cái bia. Cái bia là cái bàn đá phải không? Mà cũng đã khắc tên ở trong đó: Stebbins, Tom, Donna. Và cũng khắc cái năm sinh. Nhà tôi sinh 32, 1932. Tôi 1933. Và câu gốc tôi Thi Thiên 126 câu 6. Nhà tôi là Colossae, đoạn thứ nhất câu mấy? 18 phần B. Khác ở trong đó rồi, có sẵn. Có sẵn. Nhưng mà có một cái thiếu à, là cái năm chấm dứt cuộc đời. Tôi có lẽ là 2023 hay là 33 chưa biết à. Nhưng mà quý vị biết không, giữa cái năm sanh và cái năm qua đời là có cái gì? Một cái ngân nối đó, ngắn thôi. Cái đó tượng trưng cho cả cuộc đời của mình, mấy chục năm. Wow. Mà người ta chỉ chăm cho cái đời này, là họ chăm cho một cái thời gian rất ngắn á. Họ không biết rằng một khi họ tin Chúa thì cái cuộc đời của họ sẽ dài hơn, dài hơn. Cái đời, đời đời là giống như cái màu đỏ đó. Cái hình này không, cái màn này không có thể chứa đầy đủ. Là có cái chấm 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 qua cái vách tường này qua đây, rồi đến cái cửa nó đi ra đó, rồi nó đi khắp Seattle, rồi khắp Hoa Kỳ, rồi khắp địa cầu, rồi khắp vũ trụ, không bao giờ chấm dứt. Đó là cái đời đời. Thưa quý vị, mà chúng ta tập trung tất cả cái gì của mình vào một cái đời ngắn ngủi, dầu là 90 năm,
xin lỗi, khơi dài. Sai. Chúa muốn chúng ta chăm những cái gì mà đời đời, mà cái gì là của Chúa, cái gì là thiên đàng, là vô hình. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta chăm những sự đời đời, kết thúc ở trên thiên đàng, quý vị hãy nghĩ đến tương lai tuyệt vời của quý vị ở trên thiên đàng là vô hình và mình chăm. Ok. Nếu chúng ta rồi bây giờ hai chỗ, 200 rồi đến hai chủ, đó là phần thứ ba. Hai chủ, hoặc Đức Chúa Trời hay là Ma Môn. Xin chúng ta xem Đức Chúa Trời hay là Ma Môn. Trở lại Ma-thi-ơ đoạn 6, xem Chúa dạy như thế nào. Chẳng ai được làm hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma Môn nữa. Tức là Chúa bảo mình phải chọn, hoặc là Đức Chúa Trời hay là Ma Môn tiền bạc. Vợ chồng tôi đi qua bên Phi Châu giảng ở một hội thánh Nigeria, họ mới bị hạn hán á, nhiều người chết lắm á, mà Chúa cứu tín đồ. Nhà thờ của họ chưa cắt xong vì hết tiền, nhưng mà đến khi dâng tiền, thưa quý vị, là cái phần thờ phượng Chúa vui sướng nhất. Tôi không bao giờ quên. Tôi tưởng là cái bài giảng của tôi là cái phần chính á, không có. Cái phần dâng hiến là cái phần chính á. Cho đến nỗi họ đi, mỗi người đi vào nhà thờ, có một cái hộp lớn ở đây, một cái hộp lớn ở đây. Hộp ở đây là dành cho dân phần 10, còn bên này là dân càng dư nữa. Họ đi vô, mà họ đi vô không phải là đi bộ, họ mua đó. Họ nói, rồi họ hát á. Họ hát một cái bài tôi không hiểu, tôi phải hỏi ông mục sư. Cái lời đó họ hát cái gì? Ông nói rằng họ hát là chúng tôi không còn thờ Ma Môn, chúng con thờ Đức Chúa Trời. Chúng con không phục vụ Ma Môn, tức là tiền bạc đó. Chúng con phục vụ Đức Chúa Trời. Tôi muốn hỏi quý vị, sáng hôm nay mục sư sẽ kêu gọi quý vị dâng hiến. Quý vị phục vụ ai? Có hạ tiền lắm hả? Có giữ tiền bạc của mình không? Hay là mở lòng ra mà dâng hiến? Hãy bắt đầu tăng lên cái trình độ dâng hiến, mà xem Chúa có ban phước hay không. Nếu Chúa không ban phước, quý vị gửi email cho tôi, mà cho tôi biết quý vị dâng bao nhiêu, tôi sẽ gửi sách cho quý vị. Tôi bảo đảm là khi quý vị tăng lên dâng hiến, Chúa sẽ ban phước. Rồi bài giảng Chúa Giêsu có phần kết luận. Xin lỗi ông mục sư, không mấy khi được giảng ở đây, hơi dài đó. Kết luận như thế nào? Đây là bài giảng trên núi đó, xin nhắc á. Thì Chúa kết luận đoạn thứ 7 câu 24, xin quý vị xem. Hai chàng đã nói hai chỗ, 200 và hai chỗ, bây giờ là hai chàng. Có một chàng cất nhà ở đâu? Ở trên khác. Một chàng cất nhà ở trên đá. Thấy không? Ma-thi-ơ đoạn 7.
thì Chúa nói là người cất nhà ở trên cát là khờ. Phải không? Xin chúng ta đọc đoạn thứ 7. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán dạy. Quý vị nghe lời giảng của Chúa thế nào? Thì giống như một người khôn ngoan. Người khôn ngoan làm gì? Cất nhà mình trên vàng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lai, xô động nhà ấy, xong không sập vì đã cất ở trên đá. Đó là người khôn. Quý vị sẽ là người khôn không? Người khôn là người vâng lời, là người áp dụng bài giảng của Chúa Giêsu. Đó là người khôn. Còn người dạy là như thế nào? Kẻ nào nghe lời ta phán dạy mà không làm theo, khác nào người dạy. Người dạy, tôi không nói, Chúa nói người dạy cất nhà mìn trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều. Rồi thưa quý vị, có thí dụ, luôn luôn bài giảng phải có thí dụ. Thì tôi muốn quý vị thấy thí dụ một chàng trẻ giàu có đã gặp Chúa ở Ma-thi-a đoạn 19 câu 21 và muốn theo Chúa. Chúa bảo rằng bán đi, bán gia tài, bán mọi sự mà theo ta. Nhưng mà người không vâng lời Chúa, mà Kinh Thánh nói rằng người trẻ đó đi về buồn vì không có phước gì, mất phước à. Nhưng mà trái lại là Phi-e-rơ thấy như vậy đó. Chính Phi-e-rơ thấy trong đoạn thứ 19 câu 27 thì Phi-e-rơ hỏi như thế nào? Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Nghĩa là có phước gì, có lợi gì? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quá thật, ta nói cùng các ngươi, đến khi muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi và xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn. Cái chữ bội phần hơn đó không đúng theo nguyên văn. Theo nguyên văn là gấp 100 phần. Quý vị hãy tính nè, gấp 100 phần. Thì có người nói rằng nếu tính percentage là 10.000%. Không thể tưởng tượng cái số lời, cái số phước mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Thưa quý vị, tôi chia sẻ với quý vị cả lời chứng cá nhân được phước và cả lời giảng mà Chúa kêu gọi. Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày quyết định mới cho quý vị. Quyết định mới. Khi hôm tôi kêu gọi thân hữu, hôm nay có thể là một cái ngày vô cùng quan trọng trong cuộc sống của họ. Và họ sẽ quyết định. Cảm ơn Chúa, có 15 người quyết định đi một con đường mới của Chúa. Thì sáng hôm nay tôi kêu gọi quý vị về cái việc tiền bạc này, hãy quyết định dâng hiến mà tăng lên ít nhất là 1/10. Mà nếu đương dâng 1/10, tăng lên 2/10, 3/10, để tìm thử Chúa có bao phước không. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Xin quý vị đọc câu này kết thúc với tôi. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng,
nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Xin chúng ta cầu nguyện.